Trước mỗi đầu năm học, việc lựa chọn ngôi trường luôn là vấn đề được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm và trăn trở, đặc biệt là đối với các em chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Chọn được ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho tương lai của các em sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Âu là một trong những cái tên nổi bật được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh nhắc đến và lựa chọn. Chào mừng các em đến với lớp học hóa. Các em có biết rằng cây cao su có nguồn gốc từ rừng mưa Amazon ở Brazil không? Sau đó, cây mới được mang đi trồng ở các quốc gia khác. Vào năm 1755, bài báo cáo về cao su đầu tiên xuất hiện. Trong bài báo cáo, có rất nhiều tính chất đặc biệt được công bố, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất và sinh hoạt. Kể từ đó, nhu cầu tiêu thụ cao su tăng lên một cách nhanh chóng. Điều này dẫn đến thiếu hụt nguồn cung cấp cao su tự nhiên. Đến đầu thế kỷ 19, các nhà khoa học đã thành công trong việc tổng hợp cao su nhân tạo. Cao su nhân tạo hay tự nhiên đều là polymer được cấu thành từ các monomer, chủ yếu là phân tử alkadien. Vậy, alkadien là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Để biết được alkadien là gì, cùng theo chân cô vào bài học ngày hôm nay nhé! Cô đi vào phần 1 lớn định nghĩa phân loại, 1 nhỏ định nghĩa. Em có nhớ không, hôm trước mình học bài alken, mà alken thì sao? Alken là có một nối đôi. Còn hôm nay mình học bài alkadien. Alkadien, đi là sao? Đi là hai, vậy alkadien tức là hợp chất có hai nối đôi. Thì từ đây cô sẽ đi đến cái định nghĩa alkadien cũng tương tự như alken, là hydrocarbon không non, mạch hở, có hai liên kết đôi trong phân tử. Bây giờ các em cùng cô quan sát những cái ví dụ sau đây. Em quan sát xem những cái ví dụ này nó như thế nào, nó có cái gì giống nhau. Trong mỗi phân tử đều có hai liên kết đôi, mà hai liên kết đôi hồi nãy cô nói là gì? Là alkadien. Vậy từ đây cô sẽ suy ra công thức phân tử xem nó là cái gì nha. Cô ví dụ như hợp chất đầu tiên có 3C4H, vậy công thức phân tử sẽ là C3H4. Tương tự vậy với hợp chất thứ hai 4C6H thì suy ra nó chính là C4H6. Hợp chất thứ ba 5C8H sẽ là C5H8. Tương tự vậy với hợp chất cuối cùng cũng 5C8H cũng là C5H8. Thì từ những cái công thức phân tử này, cô sẽ đi đến cái công thức chung của alkadien, đó chính là CnH2n-2. Ủa sao quen dữ ta? Hôm trước mình học alkin cũng CnH2n-2 đúng chưa? Vậy nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau cái chỗ là n lớn hơn hoặc bằng 3. Ủa tại sao lại n lớn bằng 3? Em hình dung này, alkadien nó có hai liên kết đôi, mà nếu chỉ có hai carbon thôi, sao em gắn hai liên kết đôi đủ? Thì phải có ít nhất 3 carbon trở lên em mới gắn đủ liên kết đôi. Tiếp theo cô sẽ cho em cái công thức tên gọi của alkadien. Tí nữa ở cái phần phía sau cô sẽ chỉ em đọc tên một cách cụ thể nhất. Bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo, đó là phần phân loại, hai nhỏ phân loại. Cô sẽ dựa vào những cái vị trí của liên kết đôi để cô phân loại alkadien. Em quan sát hai cái ví dụ đầu tiên của cô, em thấy là vị trí liên kết đôi ở đây nó như thế nào? Vị trí liên kết đôi nó nằm sao? Nó nằm cạnh bên nhau. Thì cô sẽ dễ dàng xếp nó vào cái loại thứ nhất, đó là alkadien có hai liên kết đôi nằm cạnh nhau. Tiếp theo, hai hợp chất tiếp theo em quan sát. Bây giờ cái vị trí liên kết đôi nó không có nằm cạnh nhau nữa, mà nó cách nhau bởi một liên kết đơn. Đôi, đơn, đôi. Thì cô sẽ xếp vào cái loại thứ hai, đó chính là alkadien có hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn. Trời ơi sao mà nó dài quá vậy? Thì cô sẽ đưa ra một cái tên khác ngắn gọn dễ gọi hơn, đó chính là alkadien liên hợp. Vậy em nhớ cho cô những cái hợp chất nào mà có cái hệ là đôi, đơn, đôi thì em sẽ xếp vào cái loại thứ hai này, chính là alkadien liên hợp. Cuối cùng, cái hợp chất cuối cùng em quan sát. Cái liên kết đôi bây giờ nó không có nằm cạnh nhau nữa, nó cũng không phải là đôi đơn đôi luôn, mà nó cách xa hơn. Vậy thì cô sẽ xếp vào cái loại thứ ba, đó là hai liên kết đôi cách nhau bởi hai liên kết đơn trở lên. Trở lên tức là sao? Tức là nó có thể cách 2, cách 3, cách 4, nó cách xa hơn thì mình sẽ xếp vào cái loại này. Cuối cùng cô đã phân loại được 3 loại alkadien. Trong đó em chú ý cho cô, cái loại số 2 là cái loại quan trọng nhất, alkadien liên hợp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái loại alkadien liên hợp nó có rất là nhiều ứng dụng ở trong cuộc sống, và mình sẽ gặp rất nhiều ở những cái phần bài tập phía sau. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn em đọc tên một cách cụ thể. Tên gọi là gì? Số chỉ vị trí nhánh nè, tên nhánh nè, tên mạch chính nè,
cộng thêm chữ A nè, số chỉ vị trí liên kết đôi và cái đuôi là DN. Khi mà gọi tên á, em lưu ý cho cô là mình cũng sẽ phải tuân theo những cái quy tắc mà mình đã học trước đó. Thứ nhất là gì? Chọn mạch chính phải là mạch dài nhất, nhiều liên kết đôi nhất và nhiều nhánh nhất. Thứ hai là gì? Em đánh số sao cho nhanh tới nối đôi hơn và số chỉ vị trí nhánh là nhỏ nhất. Thứ ba là gì? Khi mà nó có nhiều nhánh thì em sẽ ưu tiên gọi theo thứ tự ABC. Cụ thể như thế nào? Bây giờ mình sẽ vào cái hợp chất đầu tiên. Hợp chất đầu tiên là có 3C. Anh này không có nhánh gì cả thì mình bỏ qua phần nhánh đi, mình sẽ chú ý vào cái mạch chính luôn. Cô đánh số bên nào qua cũng được cả, bởi vì hai bên giống nhau. Anh này 3C bình thường mình sẽ đọc là Roper. Bây giờ mình phải thêm chữ A vào, vậy anh này là Ropa. Tiếp tục là số chỉ vị trí liên kết đôi. Chỉ vị trí liên kết đôi bây giờ là ở số 1 và số 2, thế thì cô sẽ thêm số 1, số 2 vào. Cuối cùng là cái đuôi DN. Nhớ cho cô, giữa chữ và số thì mình phải cách nhau một dấu nối. Cái anh C3H4 này nè, ảnh không còn công thức nào khác cả, thì không sợ công lộn với ai hết. Cho nên là cô có quyền bỏ đi cái số 1, 2 này luôn, và cô sẽ gọi là Ropa-DN luôn. Ngoài ra anh này còn có một cái biệt danh khác nữa, đó là anh Len. Tiếp tục với hợp chất thứ hai, anh này có 4C. Cô đánh số bên nào nhanh tới nối đôi hơn thì cô sẽ đánh số từ trái qua phải. Bình thường 4C mình đọc là bút. Bây giờ mình phải thêm chữ A vào, vậy anh này mình sẽ đọc là buta. Liên kết đôi nằm ở số 1 và số 2, cho nên là cô gắn số 1, số 2 vào. Cuối cùng là cái đuôi DN. Vậy anh này sẽ có tên là buta12DN. Tiếp tục cái anh tiếp theo này cũng 4C luôn. Nó chỉ khác cái gì? Nó khác cái vị trí liên kết đôi thôi. Anh này vị trí liên kết đôi ở số 1 và số 3, cho nên anh này sẽ đọc là buta13DN. Anh này nằm trong cái loại alkadien liên hợp mà nãy cô nói ảnh sẽ có nhiều ứng dụng đúng không? Vậy thì người ta sử dụng cái tên khác ngắn gọn hơn, đó chính là buta-DN, hoặc là còn một cái tên nữa đó là divinin, tên nào cũng được cả. Tiếp tục cái hợp chất tiếp theo. Hợp chất này bây giờ xuất hiện nhánh rồi. Đầu tiên mình phải đánh số trước. Mình đánh số sao cho bên nào nhanh tới nối đôi hơn và nhanh tới nhánh hơn. Vậy thì cô sẽ đánh từ trái qua phải. Cái anh nhánh CH3 này ảnh tên là metin. Ảnh gắn ở vị trí số 2, vậy thì cô sẽ gọi ảnh là 2-metin. Mạch chính 4C thì mình đọc là buta. Vị trí liên kết đôi là số 1 và số 3, cho nên cô sẽ gắn số 1, số 3 và thêm cái đuôi DN vào. Vậy thì anh này sẽ là 2-metin-buta-13-DN. Anh này cũng có một cái biệt danh khác ngắn gọn hơn, đó chính là isoren. Vậy từ nay khi mà cô gọi isoren, em biết ngay đó chính là 2-metin-buta-13-DN. Cuối cùng, cái anh cuối cùng này không có nhánh, anh này có 5C. Hai bên giống nhau cho nên cô đánh số bên nào cũng được cả. Anh này 5C mình đọc là benta. Số chỉ vị trí liên kết đôi là số 1 và số 4, thì cô sẽ đọc là 1-4 và thêm đuôi DN. Anh này là benta-14-DN. Bây giờ em sẽ quan sát lại một lần nữa, sau đó mình sẽ qua cái phần quan trọng tiếp theo, đó là phần tính chất hóa học. Bây giờ em quan sát cái cấu trúc mô phỏng của cô. Em không cần phải vẽ vào đâu nha, cô chỉ mô phỏng cho em xem thôi. Em thấy là nó có cái liên kết đôi thì nó giống alken, tức là nó sẽ có những cái tính chất hóa học tương tự như alken. Tức là nó sẽ có những phản ứng hóa học nào? Phản ứng cộng nè, phản ứng trùng hợp nè, phản ứng oxy hóa nè, tất nhiên rồi. Và em nhớ cho cô là mỗi cái liên kết đôi á, nó có một cái liên kết bền và một liên kết không bền. Mà không bền thì nó sao? Không bền thì nó dễ bẻ gãy. Nó như thế này, nó bẻ gãy thì tại những cái vị trí này nó sẽ nối với những cái nguyên tử khác. Như thế nào? Bây giờ mình sẽ xét cái phản ứng đầu tiên, đó chính là phản ứng cộng. Cô xét phản ứng cộng với hydro, tức là phản ứng hydro hóa. Cô cho butadien phản ứng với hydro. Cô ví mỗi cái liên kết đôi này nó giống như một cái bụng đói vậy đó. Vậy anh này có hai liên kết đôi, tức là anh sẽ có hai cái bụng đói. Mà có hai cái bụng đói thì anh phải ăn tối đa hai lần, tức là cộng tối đa hai phân tử hydro. Cộng vào đâu? Cộng vào những cái carbon mà nối trực tiếp với liên kết đôi. Đó, thì anh này CH2 anh sẽ nhảy lên là CH3. Anh này CH nhảy lên CH2,
anh này CH nhảy lên CH2, anh này CH2 nhảy lên CH3. Anh này ăn vô rồi thì no rồi. No là cái gì? No là ăn can. Ăn can 4C là bù tạt. Tương tự cô cho một cái ví dụ isopren tác dụng với hydro thì sao? Cũng có hai cái bụng đói nè. Đấy, hai cái bụng đói thì cũng phải ăn hai lần cộng 2 hydro. Cộng vào đâu? Cộng vào carbon gắn trực tiếp với nối đồ. Có liên quan gì tới cái anh CH3 này không? Không nha. Nó vẫn là CH3 nguyên. Ở đây CH2 nhảy lên CH3. Ở đây C nhảy lên CH. CH nhảy lên CH2. CH2 nhảy lên CH3. Anh này cũng no rồi. No rồi là ancan. Ancan anh này có tên là isobentan. Từ những cái ví dụ này cô sẽ rút ra cái phương trình tổng quát để cho em làm bài tập. Đó là ancadien là gì? CnH2n-2 sẽ cộng tối đa hai phân tử hydro, nhớ điều kiện niken nhiệt độ, thì anh này sẽ ra no luôn. Ancan chính là CnH2n+2. Bây giờ cô sẽ xét qua cái phản ứng tiếp theo là phản ứng cộng bro. Em quan sát cái thí nghiệm mô phỏng của cô nè. Ở phía bên phải này nè là dung dịch brom có màu nâu đỏ, còn phía bên trái này là cái quá trình mà cô tạo ra cái khí butadien. Bây giờ nè, cái butadien nó sẽ theo cái ống dẫn này, nó đi qua bên ống nghiệm bên đây. Thì bây giờ em quan sát cái màu của dung dịch brom so với ban đầu như thế nào. Màu nó đã sao? Nó biến mất, nó mất màu rồi. Chứng tỏ là sao? Dung dịch brom mất màu chứng tỏ là đã có phản ứng hóa học xảy ra. Phản ứng hóa học như nào? Mình sẽ đi vào cái phương trình cụ thể luôn. Khi mà cô cho butadien phản ứng với brom, anh này cũng có hai cái bụng đói thì cũng giống như hydro thôi, anh sẽ cộng tối đa hai phân tử brom. Cộng vào đâu? Cộng vào những cái carbon gắn trực tiếp với nối đồ. Khi mà cộng rồi thì cô gắn brom vào, anh này gắn vào rồi thì no, không còn liên kết đôi nào nữa. Anh này có tên là 1,2,3,4 tetrabrom butan. Và cô rút ra kết luận là ancadien có thể làm mất màu dung dịch brom. Và dĩ nhiên mình cũng có thể dùng brom để nhận biết ancadien. Nãy giờ cô toàn nói là anh có hai bụng đói, anh ăn hai lần đúng không? Còn giả sử như anh ăn một lần thôi thì nó sẽ như thế nào? Bây giờ cô sẽ xét qua cái phản ứng tỷ lệ 1:1, tức là cộng với một brom xem như thế nào. Cô cho butadien à, tác dụng một phân tử brom thôi. Anh này nó lại phức tạp hơn. Nếu như mà cô cho phản ứng ở cái nhiệt độ thấp, cụ thể là -80°C, thì anh sẽ ưu tiên cộng vào vị trí 1,2, tức là như nào. Bây giờ brom này nè, để cho nó dễ quan sát thì cô sẽ viết lại thành BrBr. Được chưa? Cộng 1,2 tức là sao? Brom này nè sẽ gắn vào vị trí số 1 và vị trí số 2. Ta được cái sản phẩm nè, bên này gắn brom vào rồi thì bên này no, ăn rồi thì no. Phía bên phải này sao? Mình không đụng gì tới nó cả thì nó vẫn là giữ nguyên nối đồ. Anh này có tên là 3,4-dibrom-but-1-en. Ở đây là cô đang phản ứng ở -80°. Bây giờ cô muốn nâng cái nhiệt độ lên, cô thực hiện cái phản ứng ở nhiệt độ cao hơn 40°C thì sao? Thì nó lại ra sản phẩm khác. Cái sản phẩm ưu tiên nó sẽ cộng vào vị trí 1,4, tức là brom sẽ gắn vào vị trí số 1 và vị trí số 4. Bây giờ em thấy cái gì không? Xuất hiện cái nối đôi ở đây. Em nôm na hình dung nè. Ở đây cái nối đôi này nó bị bẻ gãy mất một nửa. Khi bẻ gãy vậy một nửa nó nhảy vô đây. Bên này cũng vậy, bị bẻ gãy một nửa nó nhảy vô đây. Thì nó tạo thành nối đôi ở giữa. Bạn nào mà học khá thì có thể xem lại cái mũi tên này để mình hiểu hơn. Còn bạn nào mà học ở cơ bản thôi thì em chỉ cần nhớ cho cô là gì? Khi mà em phản ứng ở nhiệt độ thấp, ưu tiên cộng 1,2. Còn cộng ở nhiệt độ cao thì cộng vào vị trí 1,4 và xuất hiện cái nối đôi ở giữa. Vậy là được rồi. Anh này có tên là 1,4-dibrom-but-2-en. Và lưu ý nè, nếu như mà đề hỏi em là -80°C thôi thì em chỉ viết cái nhánh trên này thôi. Còn nếu như đề cho là 40°C thì em viết cái nhánh phía dưới này thôi, chứ không phải là lúc nào mình cũng viết hết cái đống này ra. Được chưa? Bây giờ cô sẽ xét qua cái phản ứng cộng tiếp theo, đó là phản ứng cộng HX. HX tức là gì? Là HBr này, HCl, H2O đó. Bây giờ cô sẽ xét cái phản ứng giữa butadien và HBr thì như thế nào. Cũng tương tự như hồi nãy, khi mà cô cộng nhiệt độ thấp nó cũng cộng 1,2, nhưng bây giờ nó phức tạp hơn tí. Bây giờ là một anh H và một anh Br, vậy anh nào vô bên nào? Nhớ lại hôm trước mình học quy tắc mắc cốt nhi cốt, tức là sao?
cái anh hero á, ảnh rất là tham lam. Ảnh sẽ nhảy vào cái bên nào mà nhiều hero hơn, bên nào giàu hơn là ảnh đi theo bên đó. Vậy thì chỗ này vị trí số 1 có 2 hero, vị trí số 2 có 1 hero thôi. Cho nên ảnh hero này ảnh sẽ đi theo bên giàu hơn là bên số 1. Còn bro sẽ gắn vào vị trí số 2. Ta được cái sản phẩm là 3 bro bút 1 em. Cố nhắc lại một lần nữa, phía bên phải này, cái nối đôi này mình không có làm gì tới nó cả thì nó vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả nha. Bây giờ cô sẽ xét qua cái phản ứng cộng nhiệt độ cao là 40 độ C thì sao? Cộng vào vị trí 1, 4. Bây giờ em gắn hero và bro vào bên nào cũng được cả, cứ số 1 và số 4 là được. Bởi vì cái mạch này nó là sao? Hai bên nó đối xứng nhau, nó giống nhau, gắn vào bên nào cũng được cả. Anh này thì có tên là 1 bro bút 2 em. Từ những cái phản ứng nãy giờ, cô sẽ đi đến một kết luận cuối cùng là gì? Một nhận xét cuối cùng. Đó là khi mà phản ứng ở nhiệt độ thấp, em sẽ ưu tiên cộng vị trí 1-2. Còn khi phản ứng ở nhiệt độ cao, ưu tiên cộng vị trí 1-4. Kết thúc phản ứng cộng, bây giờ cô sẽ xét qua cái phản ứng thứ hai tương tự như anh Ken, đó là phản ứng trùng hợp. Cái hình này cô chỉ mô phỏng cho em xem thôi, em đừng có vẽ vào mất thời gian nha. Tất cả những cái phản ứng trùng hợp á, là nó sẽ tập trung vào nối đôi. Được chưa? Vậy em quan sát bây giờ nè, cái xúc tác nó sẽ đánh vào nối đôi. Nối đôi mở ra, bẻ gãy mở ra. Vậy bây giờ nó sẽ tạo liên kết đôi ở giữa. Còn bên ngoài này cô ghi như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là nó sẽ còn liên kết với nhiều cái phân tử butadien khác nữa để tạo ra cái mạch polymer. Tương tự như vậy với isoprene. Anh isoprene nè, ảnh có khác là có cái nhánh ở dưới, nhưng mà không sao hết. Quan trọng của mình là vị trí nối đôi. Thì khi mà có xúc tác vào, nó cũng tác dụng vào nối đôi. Nối đôi cũng mở ra và tạo liên kết đôi ở giữa. Bên ngoài này thì sao? Sẽ liên kết với những cái phân tử isoprene khác, tạo ra một polymer. Và em nhớ cho cô, khi tham gia phản ứng trùng hợp là ưu tiên theo kiểu 1-4, chứ mình không có ưu tiên 1-2. Bởi vì sao? Bởi vì cái kiểu 1-4 á, nó sẽ ra những sản phẩm ứng dụng nhiều ở trong thực tế. Còn kiểu 1-2 thì hầu như là không có ứng dụng gì cả. Hoặc là có thể có nhưng mà bây giờ người ta chưa có tìm ra. Có thể là sẽ mong chờ cái thế hệ của tụi em tìm ra. Lúc đó thì nhớ chỉ lại cho cô để cô chỉ cho các em phía sau nha. Bây giờ mình sẽ đi vào phương trình butadien trùng hợp thì nó sẽ ra cái gì? Đây, nhớ là nối đôi nó sẽ nhảy vào giữa. Cái mạch này liên kết nhiều phân tử butadien, cho nên ở đây em phải có chữ N, chứ không phải là bỏ luôn được đâu nha. Anh này có tên là gì? Anh này là butadien, tạo ra mạch polymer. Thì em chỉ cần gắn chữ poly lên trước, tức là polybutadien. Anh này còn có một cái tên khác nữa, đó là casubuna. Ủa tại sao lại có tên casubuna? Bởi vì anh này ảnh xuất phát từ butadien, mà ngày trước người ta hay dùng natri làm xúc tác, thế là ảnh có cái tên là casubuna. Vậy thôi. Bây giờ thì cô sẽ trùng hợp isoprene thì sao? Isoprene trùng hợp nó cũng tương tự như vậy. Nối đôi mở ra, xuất hiện nối đôi ở giữa. Cái mạch này nhiều phân tử thì phải có chữ N ở đây. Anh này có tên là cao su isoprene. Bây giờ mình sẽ qua cái phản ứng cuối cùng, đó là phản ứng oxy hóa. Oxy hóa đầu tiên là phản ứng oxy hóa hoàn toàn, tức là cái phản ứng cháy á. Em nhớ cho cô là hydrocarbon nào mà khi mà cháy thì nó cũng sẽ tạo ra là CO2 và nước cả. Nhiệm vụ của em nó chỉ là cân bằng thôi. Bây giờ ở đây là C3H4, cô cân bằng như thế nào? 3C thì bên này 3CO2. Ở đây là 4H thì ở đây sẽ là 2 nước. Đây là 6 oxy với 2 oxy là 8. Vậy cô cân bằng ở đây là số 4. Tương tự như vậy với C4H6. Ở đây 4 carbon thì cô cân bằng đây là 4CO2. Ở đây 6H thì ở đây 3 nước. Ở đây là 8 oxy và 3 oxy là 11 oxy. Ở đây cô cân bằng 11,2. Từ đây cô sẽ đi đến cái phương trình tổng quát của phản ứng cháy. CnH2n-2 cộng oxy thì tạo ra CO2 và nước. Bây giờ cân bằng nè. Ở đây CnC, vậy thì mình sẽ cân bằng ở đây NCO2. Ở đây là 2n-2 thì bên này cô cân bằng là N-1. Oxy, ở đây có N-1 oxy. Ở đây thêm 2N oxy là 3N-1 oxy. Chỉ ở đây sẽ là 3N-1/2. Em quan sát cái tỷ lệ giữa CO2 và nước như thế nào. Bên này là N, bên này là N-1. Thì số mol CO2 sẽ lớn hơn cái số mol của nước. Và số mol của alkadien nó sẽ bằng số mol CO2.
trừ đi số mol của nước. Cái phần này thì mình công thức này mình có thể áp dụng vào những cái bài tập mà phản ứng cháy. Bây giờ mình sẽ xét qua cái phản ứng oxy hóa thứ hai là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Ở đây cô có một cái lọ thuốc tím. Cô sẽ cho thuốc tím vào trong ống nghiệm. Thuốc tím chính là KMNO4 nha em. Bây giờ cô sẽ dẫn cái khí butadien vào ống nghiệm. Em quan sát xem cái màu như nào. Màu tím nó sao? Màu tím đã biến mất. Tức là sao? Butadien làm mất màu dung dịch KMNO4, tức là dung dịch thuốc tím. Vậy dĩ nhiên mình cũng có thể dùng cái dung dịch thuốc tím để nhận biết alkadien. Cái phần này phương trình nó hơi phức tạp, cho nên là em không cần phải học phương trình gì cả. Em chỉ cần nhớ cho cô cái ý này là được rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái mục lớn thứ ba, đó là điều chế. Trước kia thì người ta điều chế bằng cái cách là người ta sẽ dùng tinh bột nè, thủy phân ra glucose, glucose mới tạo ra ethanol, ethanol cuối cùng mới tạo ra butadien. Nguyên cái quá trình dài như vậy, em chỉ cần nhớ cho cô cái phương trình cuối cùng thôi, là từ ethanol tạo ra butadien. Nhưng mà bây giờ thường người ta sử dụng cái phương pháp thứ hai, đó là phương pháp tách hydro từ alkan, tức là đề hydro hóa. Như nào? Ví dụ như là cô muốn tạo ra butadien thì cô sẽ xuất phát từ butan, sau đó tách hai hydro ra. Khi mà tách hai hydro ra thì nó xuất hiện hai cái nối đôi ở đây là xong. Còn giả sử như cô muốn tạo ra isopren thì cô sẽ xuất phát từ isobentan, cũng tách hydro tạo ra hai nối đôi là xong. Mục cuối cùng ứng dụng. Thực ra ngay từ đầu bài cô cũng đã nhắc đến ứng dụng rồi đúng không? Ứng dụng lớn nhất của alkadien đó chính là tạo ra những cái hợp chất mà có tính đàn hồi. Cô ví dụ như là cao su buna nè, cao su isopren nè, là những cái cao su tổng hợp thay thế cho cao su thiên nhiên. Trong đó cái anh isopren á, là ảnh rất là giống với cao su thiên nhiên, cho nên ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống. Để làm cái gì? Cô ví dụ như làm cái nệm nè, làm cái lốp bánh xe nè, cái cục gôm nè, hay là bao tay nè, vân vân, nhiều thứ khác nữa. Và cô hy vọng rằng một trong số những bạn đang ngồi đây sẽ có niềm đam mê về hóa học. Biết đâu sau này các bạn có thể nghiên cứu ra một cái gì đó mà có thể ứng dụng trong thực tế thì sao? Thử đi, ngại gì lắm vẫn. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô sẽ gom lại một số ý cho em dễ học bài nhé. Alkadien thì sao? Có hai nối đôi. Hai nối đôi thì sao? Sẽ cộng tối đa hai phân tử. Mà nếu cộng một phân tử thì sao? Nếu phản ứng ở nhiệt độ thấp, ưu tiên cộng vị trí thấp 1, 2. Nếu phản ứng ở nhiệt độ cao, ưu tiên cộng vị trí cao 1, 4. Và alkadien liên hợp chính là loại quan trọng nhất, cụ thể là butadien và isopren. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chúc các bạn làm bài thật tốt nhé.